Vi kính chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với giờ tin sáng. Xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý tại châu Á. Theo tin từ CNN, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự một loạt hội nghị thượng đỉnh tại châu Á vào tháng 11 năm 2017, trong đó có hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam. Thông báo trên được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra khi đến thăm trụ sở ASEAN tại thủ đô Jakarta, Indonesia trong chuyến công du 10 ngày đến châu Á. Phó Tổng thống Mike Pence đã nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Trump sẽ hợp tác với ASEAN trên các lĩnh vực an ninh thương mại và tự do hàng hải trên Biển Đông. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng thông tin Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Herbert Raymond khẳng định Tổng thống Trump sẽ thăm và tham dự hội nghị cấp cao APEC năm 2017 tại Việt Nam. Xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, câu chuyện dọn dẹp lề đường không chỉ nóng ở Việt Nam. Giới chức Bangkok, Thái Lan mới đây đã tuyên bố sẽ ra quân dọn dẹp gánh hàng rong, đặc biệt là những gánh bán thức ăn đường phố chiếm lòng lề đường. Giới chức Thái Lan đang lên kế hoạch tái quy hoạch ẩm thực đường phố Bangkok. Đáng chú ý, một trong những biện pháp là dọn dẹp gánh hàng rong bán thức ăn chiếm lòng lề đường tại thành phố du lịch này. Đổi lại, giới chức sẽ cấp một số tiền bồi thường để người bán chuyển nghề hoặc chuyển công việc buôn bán đến một nơi khác đã quy hoạch sẵn. Chúng tôi thừa nhận ẩm thực đường phố là một trong những yếu tố hút khách du lịch của Thái Lan. Bangkok cũng được mệnh danh là thành phố có ẩm thực hàng rong nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, nó phải gắn với điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi không nghĩ rằng ẩm thực đường phố Bangkok đã đảm bảo được chuyện đó. Dự án được rất nhiều người đồng tình. Tôi đồng ý với đề án dẹp hàng rong vì nó sẽ giúp cho lề đường thông thoáng hơn. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn vấp phải sự phản đối của những người bán hàng rong. Tôi không đồng ý với chuyện bố trí bán hàng rong ở chỗ khác vì chỗ đó rất xa nhà tôi. Vấn đề còn nằm ở chỗ ẩm thực đường phố là một trong những yếu tố đặc trưng của du lịch Thái Lan. Ẩm thực đường phố ở Thái Lan rất nổi tiếng, các du khách nước ngoài như chúng tôi rất thích ẩm thực đường phố, dù là du khách phương Tây hay là tôi, đến từ Việt Nam. Chúng tôi muốn trải nghiệm ẩm thực địa phương ở đây. Dọn dẹp hàng rong hè phố chỉ là một trong rất nhiều biện pháp siết tình hình kinh tế xã hội của chính quyền quân sự Thái Lan kể từ sau vụ đảo chính năm 2014. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan còn có nhiều chiến dịch dẹp loạn giang hồ dưới taxi sân bay và phố đèn đỏ Pattaya. Một phân tích các mảnh vỡ trôi dạt trên biển mới đây cho thấy chiếc máy bay bị mất tích MH370 của Malaysia Airlines có nhiều khả năng nằm trong vùng tìm kiếm mở rộng đã được đề xuất nhưng đã bị cả Úc và Malaysia từ chối hồi tháng 1. Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc hôm 21 tháng 4 cho biết một phân tích các mảnh vỡ trôi dạt trên biển chỉ ra rằng máy bay MH370 bị mất tích rất có thể đang nằm trong vùng tìm kiếm mở rộng được đề xuất nhưng bị bác bỏ bởi Úc và Malaysia hồi tháng 1. Tổ chức này công bố các dữ liệu và phân tích từ thử nghiệm trên biển của một cánh phụ máy bay Boeing 777 được cắt ra cho giống với chiếc cánh phụ rơi ra từ máy bay MH370 và được tìm thấy trên đảo Reunion ngoài khơi châu Phi hồi năm 2015, chứ không dùng các mẫu gỗ và thép như trong một thử nghiệm trước đó. Cuộc tìm kiếm tiêu tốn 200 triệu đô la Úc, tương đương 150,54 triệu đô la Mỹ, dành cho máy bay MH370 mất tích năm 2014 với 239 người trên máy bay đã tạm ngừng khi chính phủ hai nước Úc và Malaysia từ chối mở rộng vùng tìm kiếm thêm 120.000 km2 ở khu vực xa hơn về phía bắc của vùng biển đang tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương vì cho rằng thiếu cơ sở xác định chính xác vị trí mới. Vị trí rơi của máy bay MH370 sau khi mất tích trên chuyến bay từ Bắc Kinh tới thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 4 vừa qua, Trung Quốc phóng tàu chở hàng đầu tiên lên vũ trụ, tiến thêm một bước tới mục tiêu thành lập một trạm không gian có người điều khiển vào năm 2022. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua phát hình ảnh tàu vũ trụ chở hàng mang tên Thiên Châu 1 được phóng lên không gian từ bãi phóng vệ tinh Văn Xương ở tỉnh Hải Nam nhờ tên lửa đẩy Trường Chinh 7I2. Tàu tên lửa được thiết kế để nối ghép với phòng thí nghiệm không gian mang tên Thiên Cung 2, nơi hai phi hành gia đã ở trong một tháng vào tháng 10 năm ngoái, là thời gian thực hiện sứ mệnh không gian lâu nhất của các phi hành gia Trung Quốc. Nhiệm vụ của tàu vũ trụ chở hàng là cung cấp một nền tảng công nghệ quan trọng cho việc xây dựng trạm không gian của Trung Quốc. Theo đài truyền hình Trung Quốc, thì tàu vũ trụ có thể chở 6 tấn hàng hóa, 2 tấn nhiên liệu và có thể bay không người lái trong 3 tháng. Xin được chuyển sang những thông tin tiếp theo. Tập đoàn xe hơi Quảng Châu GAC Motor của Trung Quốc cho rằng thương hiệu chủ chốt của hãng mang tên Trump Chi không liên quan gì đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng thừa nhận rằng cái tên như vậy có thể gây bất lợi cho thương hiệu. Khi GAC Motor chuẩn bị thâm nhập thị trường Mỹ, họ đã nhìn thấy trước những thách thức trong việc nội địa hóa sản phẩm, nhưng họ không thấy có vấn đề gì với thương hiệu Trump Chi. Các lãnh đạo công ty con và công ty mẹ là tập đoàn xe hơi Quảng Châu nói rằng có thể họ sẽ phải đổi tên Trung Chi, được ghép từ hai ký tự trong tiếng Trung, có nghĩa là mang lại vận may.
sau khi cái tên Trâm Chi bị cháy nhạo tại triển lãm ô tô Detroit hồi tháng 1. Chỉ khi chúng tôi đưa xe đi triển lãm Detroit, chúng tôi mới thấy vài khán giả và nhà báo bàn tán về cái tên Trâm Chi. Chúng tôi thấy người ta cười nhạo và chụp ảnh cái bản tên xe và còn đưa hình lên Facebook hoặc mạng xã hội khác. Khi đọc những phản hồi của dân mạng, thì chúng tôi nhận ra đó không phải là cách tiếp thị tích cực cho thương hiệu. Công ty nói rằng sự giống nhau giữa tên thương hiệu và tên Tổng thống Mỹ chỉ là sự tình cờ. Xe hơi Trâm Chi có giá thấp hơn các thương hiệu nước ngoài, nhưng doanh thu của thương hiệu có tuổi đời một thập niên này gần như tăng cao nhờ cải tiến chất lượng nhanh chóng. Tập đoàn GAC là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 6 Trung Quốc về doanh thu. Tập đoàn này cho biết họ dự định thâm nhập thị trường Mỹ vào năm 2019, trễ hơn 2 năm so với dự kiến ban đầu do có sự thay đổi về quản lý. Họ nói họ vẫn đang sản xuất những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn Mỹ. Vâng, thưa quý vị, ở phần tiếp theo của chương trình Giờ Tin Sáng, Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Sản xuất cà phê tại Tây Nguyên ngày càng gặp khó vì biến đổi khí hậu.